bài ạ. Mỗi người chỉ cần 10 hội nhóm thôi và 2 lần lên trang cá nhân nha. 23 cân ok, chị để lại số điện thoại nào. Em xả toàn bộ áo da, áo phao, áo bò là 25k đây chị ơi. Ngay trong buổi ngày hôm nay nha. Chốt đơn luôn trong ngày nha. Ok chị Nguyễn Hương Thị, chia sẻ bài nào, chia sẻ bài nào. 25k nha. 25k nào, nhanh tay lên đi nào. Chia sẻ bài mỗi người tối 10 hội nhóm và 2 lần lên trang cá nhân ạ. Ok Bibo nha. Các chị chỉ cần chia sẻ giúp em tối thiểu 10 hội nhóm và 2 lần lên trang cá nhân thôi nhá. Toàn bộ áo bò lông, áo da, áo phao nha. Đồng giá là 25k hết luôn ạ. Áo phao màu xanh rêu nha. Có size đầy đủ cho các bé từ 7 cân đến 30 cân là ok Hằng Nguyễn nào. Chị Bibo chia sẻ bài luôn cho em nhỉ. Ngày hôm nay em chỉ xả được trong vòng 15 phút thôi. Toàn bộ áo sẽ đồng giá là 25k. Các chị tranh thủ chia sẻ bài luôn cho em đi nha. Đầy đủ size số từ 7 cân đến 30 cân nào. Mua tối thiểu từ 2 áo nhưng mà cũng không được mua nhiều quá đâu ạ. Nào ok chị Bibo nha, bé trai và bé gái đều mặc vừa nha. Đồ bên nhà em đầy đủ size từ 7 cân đến 30 cân nào. Xả với giá là 25k cho chị nào chia sẻ ngay bây giờ ạ. Chia sẻ like cho em mỗi người tối thiểu 10 hội nhóm và 2 lần lên trang cá nhân nha. Em chốt ngay bây giờ toàn bộ sản phẩm là 25k đây ạ. Dành cho các cả bé trai và bé gái nha. Chị nào đặt áo da, áo bò lông comment luôn vào đây nào. Ngày hôm nay em xả toàn bộ hàng là 25k chị ơi, ship 30 nhá. Ship 30 chị nào chia sẻ nhiều hôm nay miễn ship luôn nha. Chị nào hôm nay chia sẻ nhiều cho em miễn ship luôn ạ. Ok chị Loan Trần chia sẻ rồi để lại số điện thoại nào. Loan Trần chia sẻ thêm 2 nhóm sau đó để lại số điện thoại nha. Toàn bộ hàng ngày hôm nay em xả với giá là 25k nào. Em có size đầy đủ từ 7 cân đến 30 cân cho các bé luôn đây ạ. Áo da đen da đỏ đầy đủ size từ 7 đến 30 cân nha. Các chị chia sẻ bài nhiệt tình lên đi nào. Loan Trần chia sẻ rồi để lại số điện thoại nha. Em xả toàn bộ hàng là 25k đây ạ. Áo bò lông màu xanh nhá. Chia sẻ cho em tối thiểu mỗi người 10 hội nhóm và 2 lần lên trang cá nhân nào. 25k một áo chị ơi, chị chia sẻ bài cho em luôn đi ạ. Hàng 25k nha. Ok Vân Hugo nào, chị nào chia sẻ rồi để lại số điện thoại nào. Áo pha màu xanh rêu, áo pha màu xám nha. Toàn bộ hàng xả 25k duy nhất trong sáng ngày hôm nay ạ. Các chị chỉ cần chia sẻ bài giúp em thôi ạ. Mỗi người chia sẻ cho em tối thiểu 10 hội nhóm và 2 lần lên trang cá nhân nha. 25k chị Thu Thủy ơi, em xả toàn bộ 25k nhá. Áo phao xám nào, đầy đủ size từ 7 cân đến 30 cân. Ok chị Xuân Trịnh, 2 nhóm nữa đi chị ơi. Xuân Trịnh chia sẻ thêm 2 nhóm nữa nào. Áo phao màu xanh rêu, áo phao màu xám nào, đầy đủ size từ 7 cân đến 30 cân nha. Áo bò lông nào, Bình Bình ơi chia sẻ rồi để lại số điện thoại cho em ạ. Bình Bình chia sẻ rồi để lại số điện thoại nha. Ok chị Thúy ơi nha, dành cho cả bé trai và bé gái chị ơi, ngày hôm nay em xả toàn bộ là 25k nha. Bé trai bé gái đều mặc đẹp nào. Đồng giá là 25, bộ bò đằng sau tí nữa thì bán chị ơi, bộ bò đằng sau tí nữa theo dõi like em bán nha. Áo da đen da đỏ nào, ngày hôm nay em xả trong vòng 15 phút thôi ạ. Các chị muốn mua sản phẩm nào với giá là 25k thì chia sẻ bài cho em nhanh nha. Nhanh tay chia sẻ bài cho em chốt hết với giá là 25k trên like luôn ạ. Mỗi người giúp em chia sẻ tối thiểu 10 nhóm nào, 30 nhóm miễn ship nha. Chị nào chia sẻ 30 nhóm miễn ship nào, chị Nguyễn Xuân Nhật Trường ơi để lại số điện thoại nhá. Chia sẻ cho em tối thiểu 10 nhóm và 2 lần lên trang cá nhân ạ. Áo da em có cho các bé từ 7 cân đến 30 cân chị ơi. Da đen da đỏ 7 đến 30 cân nha. Áo bò lót lông xám nha, áo xanh nha. 7 đến 30 cân nào, ok chị Du Di Nhi nhá. Gửi hàng cho chị chưa, để lại số điện thoại nào chị ơi. Bây giờ em đang kiểm tra chị ơi, bây giờ đang thời gian bán hàng không hỏi linh tinh nhá. Em có size đầy đủ cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nha. Áo bò lót lông nào, chia sẻ cho em tối thiểu mỗi người 10 hội nhóm và 2 lần lên trang cá nhân chị Hương Đỗ Thị ơi. Em xả toàn bộ là 25k nha. Kỳ Kỳ Nguyễn chia sẻ rồi để lại số điện thoại nào. Lê Kiều thêm 2 nhóm nữa chị ơi. Ai đã chia sẻ rồi thì để lại số điện thoại để em chốt luôn nha. Toàn bộ sản phẩm áo bò và áo da ngày hôm nay em xả tất cả là 25k. Ok chị Mi Hà Lê chia sẻ rồi để lại số điện thoại nào. Ai chia sẻ rồi để lại số điện thoại nha. Áo da đen da đỏ đầy đủ size từ 7 cân đến 30 cân nhá. Bé trai và bé gái đều mặc đẹp được chốt chị ơi, chia sẻ đầy đủ là được chốt nha. Chị nào chia sẻ đủ comment vào đây em chốt luôn nào. Áo bò xả 25 chị ơi, áo bò xả 25 nào. Thu Thủy chia sẻ rồi để lại số điện thoại nào. Áo ngày hôm nay sẽ xả 3 mặt hàng chính là áo phao, áo bò và áo da nha. Tất cả đều có size từ 7 cân đến 30 cân. Các chị chia sẻ bài nhiệt tình lên em chốt luôn ạ. Ok Kỳ Kỳ Nguyễn nha, chia sẻ để lại số điện thoại cho em đi nào. 2 chiếc chị Bibo nhớ, 2 chiếc nha. Chị nào lấy mẫu gì để lại số điện thoại luôn đi nào. Dành cho cả bé trai và bé gái nha. Dành cho cả bé trai và bé gái nha. Ok chị Hương Đỗ Thị nha. Miễn ship luôn cho chị nào chia sẻ nhiều ạ.
Nào áo bò lót lông màu xanh nào, lót lông 100% toàn bộ thân và tay áo như nhau. Chia sẻ bài cho mỗi người 10 hội nhóm nào. Bé Bự ơi, chia sẻ vào trong các nhóm công khai nhá. Chia sẻ tối thiểu vào trong các nhóm công khai. Nói chung là bây giờ có bao nhiêu nhóm thì các chị chia sẻ hết luôn cho em đi ạ. Tại vì em chỉ xả được trong khoảng thời gian là 15 phút thôi nhá. Chị nào thích mẫu thì comment luôn vào đây nhá. Chị vui smile ok nhá. Dành cho cả bé trai và bé gái. Chị ơi, đầy đủ size số từ 7 cân đến 30 cân nào. Da đen da đỏ 7 đến 30 cân nhá. Ok, chị Mỹ Hiếu chia sẻ rồi, để lại số điện thoại nào. Để lại số điện thoại em mới chốt được. Chị ơi, không có số điện thoại không chốt được đâu. Và nhớ là chia sẻ đầy đủ luôn nha. Càng nhiều nhóm càng tốt nào. Nhỏ Trang đi thêm 2 nhóm nữa cho em đi chị ơi. Các chị ơi, quay ra chia sẻ bổ sung mỗi người 1-2 nhóm nữa đi nào. Lượt chia sẻ vẫn đang rất là thấp nha. Quay ra bổ sung cho em mỗi người 1-2 nhóm nữa đi ạ. Áo pha màu xanh gel này là còn 10 chiếc nữa nha, để lại số điện thoại em chốt đơn luôn cho nào. Ok chị Thủy ớt nha, chia sẻ đủ để lại số điện thoại nào. 7 cân đến 30 cân mặc vừa chị ơi, 7 đến 30 cân mặc vừa nhá. Bây giờ không có hàng ở đây để cho xem đâu ạ. Chị nào đặt thì comment vào đây em ship đúng size cho nha. Áo da đen da đỏ có size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân, 30 nhóm trở lên miễn ship chị ơi. 30 nhóm trở lên miễn ship nha. Xả trong vòng 10 phút nữa nha, chị nào thích mẫu gì comment luôn nào. Không có 40 cân nhá, chỉ có cho các bé từ 7 đến 30 cân nha. Xinh xinh thỏ thêm 3 nhóm nữa đi chị ơi, xinh xinh thỏ thêm 3 nhóm nữa nào. Quay ra chia sẻ mỗi người thêm 1-2 nhóm nữa cho em nha. Tại vì lượt chia sẻ bây giờ đang thấp quá các chị ơi. Ok Thanh Xuân nha, áo bò lông này là dành cho cả bé trai và bé gái có màu xanh nhá. 7 cân đến 30 cân lót lông toàn bộ 100% nha. Ok chị Ngọc Ánh, ok chị Thuận Heo nào. Chia sẻ rồi để lại số điện thoại chị Yến Yến em chốt nha. Để lại số điện thoại luôn em chốt nha. Áo bò mũ lông này có size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân. Các chị giúp em chia sẻ càng nhiệt tình càng tốt ạ. Áo da đầy đủ size từ 7 cân đến 30 cân nào. Áo da và áo phao nha. Áo phao thì có tất cả là 5 màu nha. 33 nhóm miễn ship để lại số điện thoại cho em nha. Ai chia sẻ rồi để lại số điện thoại nào. Áo phao xám nha, đầy đủ size từ 7 cân đến 30 cân là ok chị Su Pin nhá. Dành cho cả bé trai và bé gái, các chị chia sẻ mỗi người 10 nhóm cho em nha. Mỗi người tối thiểu 10 hội nhóm ạ. Ok nhá, 15 cân mặc vừa luôn chị ơi. Dành cho các bé trai và bé gái nha. 15 cân vừa để lại số điện thoại cho em đi nào. Ok chị Loan Trần nha. Chia sẻ cho em càng nhiều nhóm càng tốt ạ. Quay ra mỗi người bổ sung 2-3 nhóm cho em luôn nha. Đồ bên nhà em dành cho cả bé trai và bé gái, mọi người có thể chọn cho mình 2 sản phẩm luôn nhá. Dành cho cả bé trai và bé gái nha, 25k một áo bò mũ lông đấy ạ. 25k một áo bò mũ lông nha. Ok chị Du nhanh nha. Đồ bên nhà em dành cho cả bé trai và bé gái nào. Chia sẻ bài cho em mỗi người tối thiểu 10 nhóm ạ. Chị Quỳnh Hương ơi, chia sẻ tối thiểu 10 hội nhóm và công khai và 2 lần lên trang cá nhân nhá. Bấm vào nút chia sẻ 10 nhóm cho em ạ. Càng nhiều nhóm càng tốt chị ơi, nói chung là thừa ra thì càng tốt chị ạ. Ok nha, 10 phút nữa nào, 5 phút nữa, nào. Áo phao đầy đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nha. Em xả với giá là 25k trên line này luôn ạ. Cho chị nào chia sẻ bài luôn nhá. Áo phao màu đỏ, áo phao màu rêu nào. Mỗi người 10 nhóm nha. Tuyết Nguyễn Thị 2 nhóm nữa chị ơi. Ok Trần Vân này, Thanh Xuân thêm 2 nhóm nữa đi chị ơi. Thanh Xuân 2 nhóm nữa nha. Ánh Tộc ơi, quay ra chia sẻ bài luôn cho em đi nào. Xả hàng 25k duy nhất trong buổi sáng ngày hôm nay nha. Áo phao xanh rêu và áo sao đỏ nào, chia sẻ tối thiểu 10 nhóm ạ và 2 lần lên trang cá nhân nhá. Chia sẻ đủ rồi em mới chốt được chị ơi, chia sẻ đủ em mới chốt được nha. Ok chị Thùy Dương nào, áo bò chị Thùy Dương chia sẻ thêm 3 nhóm nữa đi chị ơi, lượt chia sẻ vẫn đang thấp quá nha. Các chị ơi quay ra chia sẻ bài nào. Mỗi người chia sẻ tối thiểu cho em 10 hội nhóm ạ. Em xả áo 25k nha. 25k một áo, chia sẻ bài tối thiểu 10 nhóm và 2 lần lên trang cá nhân em chốt nha. Chia sẻ bài tối thiểu 10 nhóm nào. Áo phao thì có tất cả là 5 màu các chị ạ. Ok chị Trang Hi Hi nha, 30 nhóm miễn ship luôn chị ơi. Chị nào chia sẻ rồi để lại số điện thoại nào. Chia sẻ càng nhiều càng tốt nha. Ok chị Dụ Đỗ nhanh nha, 40 nhóm thì để lại số điện thoại nào. Các chị ơi comment mà không có số điện thoại thì không được chốt đơn đâu nhá. Chia sẻ đầy đủ cho em mỗi người tối thiểu 10 hội nhóm và 2 lần lên trang cá nhân nha. Ok chị Hồng Savia nha, dành cho cả bé trai và bé gái. Chị ơi duy nhất trên like ngày hôm nay em xả áo bò lông 25k nhá. Áo bò lông và áo da các loại nha. Chia sẻ tối thiểu 10 hội nhóm để được mua với giá là 25k nào. Ít nhất là 10 hội nhóm chị ơi. Ok chị Phương Tú nha, Coca 3 nhóm nữa nào, Coca thêm 3 nhóm nữa nha. Áo da này còn ít thôi ạ, còn khoảng 20 chiếc, chị nào lấy comment luôn nào. Các chị ơi comment nhiệt tình lên đi nào. Ok chị Mỹ Hiếu nha, đồ bên nhà em dành cho cả bé trai và bé gái, toàn bộ sản phẩm sẽ là 25k duy nhất trong buổi sáng ngày hôm nay nhá. 25k một áo da nha. Chia sẻ bài cho em tối thiểu mỗi người 10 hội nhóm và 2 lần lên trang cá nhân đi ạ. Da đen da đỏ 7 đến 30 cân nào.
Áo da đen, áo da đỏ 7 đến 30 cân nha. Ok chị Hồng Sabia nha. Chia sẻ hết nhóm rồi để lại số điện thoại cho em để em chốt chị ơi. Ok chị Lam Dương Thị nhá. Áo da có màu đen và màu đỏ nào? Đầy đủ size từ 7 cân đến 30 cân. Các chị chia sẻ bài nhiệt tình lên cho em luôn nha. Áo phao và áo da đầy đủ size luôn ạ. 38 cân không vừa đâu chị ơi, 7 cân đến 30 cân là mặc đẹp nha. Ok Thu Hiền nào. Bé trai và bé gái đều mặc đẹp nha. Ok chị Quỳnh Hương nhá, để lại số điện thoại nào. Quỳnh Hương để lại số điện thoại cho em luôn nha. 25k một áo duy nhất trong buổi sáng ngày hôm nay chị ạ. Ok chị Huỳnh Kim Anh nha. Kim Thoa chia sẻ rồi để lại số điện thoại nào. Chị nào chia sẻ rồi để lại số điện thoại luôn ạ. Ok An Nhiên 3 nhóm nữa chị ơi. An Nhiên 3 nhóm nữa nào. Áo bò lông này và áo da nha. 25k cho chị nào chia sẻ bài nào. Ok chị ơi, áo bên nhà em dành cho cả bé trai và bé gái nha. Em xả nốt trong vòng 5 phút nữa nha. 5 phút nữa nào các chị ơi, chia sẻ bài nào, quay ra chia sẻ bài đã đi ạ. Đừng comment nữa các chị ơi, quay ra chia sẻ mỗi người 1-2 nhóm đi nào. Huỳnh Kim Anh thiếu nhá, để lại số điện thoại và chia sẻ thêm nhá. 25k một áo nha, ok chị Linh Linh Long nha. KB chia sẻ rồi để lại số điện thoại nào. Ai chia sẻ rồi thì ghi rõ số điện thoại vào đây nha. Đã chia sẻ cộng số điện thoại cộng sản phẩm nha. Nào ok chị Lan Nguyễn để lại số điện thoại luôn nhá. Lan Nguyễn để lại số điện thoại nào, thấy chị cô Pê Liên Xô rồi nha. 25k một áo duy nhất trong một buổi sáng ngày hôm nay ạ. Ok chị My Anh nha. Đồ bên nhà em dành cho cả bé trai và bé gái toàn bộ là 25 chị ơi. Ok nhá, 3 phút cuối cùng nào. 3 phút cuối cùng chị nào lấy mẫu gì comment số điện thoại vào đây luôn đi ạ. Chị Juni Mini chia sẻ cho em luôn nha. Quay ra chia sẻ bài chị ơi, mỗi người 10 nhóm nào. Mỗi người chia sẻ bài cho em tối thiểu 10 nhóm nha. Thanh Nguyệt chia sẻ bài đi chị ơi, Thanh Nguyệt chia sẻ bài nào. Ok chị Hiển Ốc nha, Cỏ Lay chia sẻ bài đi ạ. Chị nào không chia sẻ bài không chốt đơn nha. Ok chị Hà Đào nha, ghi rõ cho em là đã chia sẻ cộng số điện thoại nào. Trang Linh Nguyễn chia sẻ bài chưa chị ơi. Ok chị Huy Hào nha, Huy Hào chia sẻ thiếu không chốt đâu nha. Không chia sẻ thêm em không chốt đâu ạ. Áo phao bên nhà em chỉ dành cho chị nào chia sẻ bài nhá. Ai chia sẻ cho em tối thiểu 10 nhóm và 2 lần lên trang cá nhân đầy đủ em mới chốt với giá là 25k nha. Không chia sẻ bài không chốt đơn nha. 2 phút cuối cùng nào. Ok Nana Kim nhớ, Lanh Trần ok nha. 20 nhóm ok nào, Trang Anh ơi ok nha. Áo bò 25k cho chị nào chia sẻ bài nào. Có like chia sẻ bài chưa chị ơi. Không chia sẻ bài không chốt đâu nhá. 25k một áo dành cho chị nào chia sẻ bài ngay trong buổi sáng ngày hôm nay nha. Toàn bộ sản phẩm áo bò và áo da áo phao nha. 25k chị ơi, chị chia sẻ bài giúp em luôn đi nào. Có đầy đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân luôn ạ. Hương Ngọc Lan ok, để lại số điện thoại nha. Ok chị Misa Đỗ nha. Độ đồ bên nhà bé trai thì nữa bán chị ơi, bộ này thì nữa bán nhá. Ok chị Lanh Trần nha. Chị nào lấy set bò và áo da comment luôn nào. 25k một áo duy nhất trên like ngày hôm nay nha. 2 phút nữa các chị ơi, 2 phút nữa nào, để lại số điện thoại luôn đi nào. Quay ra chia sẻ bài cho em đi ạ. Thấy chị comment của chị Lanh Trần rồi nha. La lướt chia sẻ bài cho em 3 nhóm nữa đi chị ơi. La lướt 3 nhóm nữa này. Duyên ỉn một nhóm nữa nha. Duyên ỉn một nhóm nữa thì lại xuống thoại nha. 25k chị ơi, ok Trang Lê nhá. Chị nào em nhắc rồi thì quay ra chia sẻ thêm cho em đi ạ. Không là nếu mà thiếu thì em không chốt được đơn đâu nha, bởi vì có rất là nhiều chị đặt hàng nhá. Ok chị Misa Phạm nha. Đồ bên nhà em tất cả đều dành cho cả bé trai và bé gái. 25k một áo duy nhất trên like ngày hôm nay ạ. 25k một chiếc áo da nha, dành cho chị nào chia sẻ và để lại số điện thoại nào. Bò 7 cân đến 30 cân 25 chị ơi. Bò 25k nhớ, quay ra chia sẻ bài nào. Ok Thi Hoàng nha. Đồ bên nhà em cả trai và gái đều mặc đẹp nào. 1 phút cuối cùng nha. Quay ra chia sẻ bài nào, 1 phút cuối cùng nha. Để lại số điện thoại nào. Ok chị Ánh Sáng Chiều nha. Chị Cá Mập ơi không mua thể đi ra chỗ khác nhá. Nào ok chị ơi, đồ bên nhà em dành cho cả bé trai và bé gái nha. Đồ bên nhà em dành cho cả bé trai bé gái nè. Ok chị Trà My nhá, thấy chị Quỳnh Hương rồi ạ. Chị nào lấy mẫu này comment luôn nào. Ok Liên Phú nha. Các chị ơi lượt chia sẻ bây giờ vẫn đang rất thấp, mọi người quay ra chia sẻ thêm cho em đi ạ. Mỗi người một nhóm nữa nào. Lấy mẫu gì để lại số điện thoại nha. Để lại số điện thoại luôn cho em nha. Bé trai bé gái đều mặc vừa nào. Ok bạc tạ thêm một nhóm nữa đi chị ơi. Thi Hoàng ok để lại số điện thoại nha. 25k chị ạ. Ok chị Phùng Nguyễn nhá, Cỏ Lay chia sẻ rồi để lại số điện thoại cho em luôn nha. 25k một áo duy nhất trên like ngày hôm nay nào. Ok chị Phạm Hằng nha. Lượt chia sẻ bây giờ nó đang rất là thấp mọi người ạ. Quay ra chia sẻ bài thêm cho em nha. Mỗi người tối thiểu 10 nhóm ạ. Và 2 lần lên trang cá nhân nhá. Bé trai và bé gái đều mặc vừa chị ạ. Bé trai bé gái đều mặc vừa nha. Có từ 7 cân đến 30 cân chị ơi. Phải để lại số điện thoại em mới liên lạc lại được nhá. Phải để lại số điện thoại em mới liên lạc được nha. Áo bò mũ này là từ 7 cân đến 30 cân nha. Chia sẻ bài luôn cho em đi nào. Các chị ơi ngắm cho em mẫu này đi ạ. À. Em nhận đơn trong vòng 1 phút nữa nha. Nhận đơn duy nhất trong vòng 1 phút nữa. Chị nào ngắm thì mẫu này đi ạ. À. Chuẩn bị bán hàng đây.
chuẩn bị bán hàng nha. Ngày hôm nay sẽ xả hàng toàn bộ quần áo rất là rẻ cho tất cả những chị nào xem like và đặt hàng luôn cho em nhé. Ok chị Thu Thủy nha. Nào hết 1 phút rồi các chị ơi, bây giờ là hết 1 phút rồi nha. Bây giờ kết thúc 15 phút rồi, bây giờ sẽ là thời gian em kiểm tra lượt chia sẻ nha. Chị nào mà đã chia sẻ rồi thì đợi em kiểm tra lượt chia sẻ và em sẽ chốt luôn nha. Ngày hôm nay là chị ơi giá không chia sẻ áo này 130 chị ơi. Đặt hàng để lại địa chỉ số điện thoại nha. Ngày hôm nay em xả áo bò đất lông màu xanh màu xám 130.000 một áo ạ. Cho chị nào đặt hàng để lại địa chỉ số điện thoại nào. Áo bò lót lông xanh xám 130.000 nha. Em có size từ 7 cân đến 28 cân nha. 130.000 một áo chị ơi, đặt hàng ngay trên này luôn nhá. 130.000 một áo nào. Bộ bò Gucci xám 7 cân đến 24 cân 150 nha. Bộ bò Gucci xám 7 đến 24 cân 150 nha. Đặt hàng để lại địa chỉ số điện thoại nào. Đặt hàng để lại địa chỉ số điện thoại luôn cho em nha. Ok chị Phượng ớt luôn ạ. Chị Trang Mi Lê để lại địa chỉ số điện thoại nào. Áo bò lót lông xanh xám 130.000 các chị ơi. Áo bò lót lông xanh xám 130.000, size lớn nhất là 28 cân chị ạ. Size lớn nhất là 28 cân nha. Áo bò lót lông mũ xanh xám 7 cân đến 28 cân 130 nhá. Có 10 cân chị lấy thì lại địa chỉ số điện thoại nào. 130.000 một áo nha. 130.000 một áo nào. Thẩm Thúy Hằng ơi, áo bò lông 130 nhá. Chị nào lấy để lại địa chỉ số điện thoại nào. 130 nha. Có size cho các bé từ 7 cân đến 28 cân nha. Chị nào lấy áo bò comment luôn vào đây nha. Tất cả những comment 25k bây giờ em sẽ hủy luôn nhá. Chị nào comment 25k nữa hủy đơn và không kiểm tra nữa đâu ạ. Ngày hôm nay em xả áo bò 130.000 nào. Chị nào lấy để lại địa chỉ số điện thoại nào. Lê Hiền để lại địa chỉ nha. Út Hâm ơi lấy bò gì ghi rõ địa chỉ cộng số điện thoại nha. Ok chị Trần Thị Triệu Thương để lại địa chỉ luôn nào. 130.000 một áo chị ơi, có size cho bé từ 7 cân đến 30 cân nha. Áo bò 130.000. Hằng Trịnh ơi bò 130 nhá, lấy thì để lại địa chỉ ạ. Ok chị Nga Lê để lại địa chỉ nha. Áo bò xanh xám 130.000, 7 cân đến 28 cân nha. Trai gái đều mặc đẹp chị ơi, chị Đỗ Dung ơi con gái mặc đẹp, con trai mặc đẹp nhá. Set bò Gucci xám này là từ 7 đến 24 cân 150 nào. Set bò Gucci xám 150.000 nha. Thảo Kim để lại địa chỉ luôn nào. 130.000 một áo bò chị ơi, áo bò xanh xám 130 nhá. Ốc Mít để lại địa chỉ chị ơi, ốc Mít để lại địa chỉ nào. Áo bò xanh xám 130.000 chị ơi, 7 đến 28 cân nha. 130.000 nào, hủy đơn giọt đáng luôn. Em sẽ không nhận bất kỳ đơn 25k nào nữa cho đến giờ phút này nhá. Chị nào còn comment 25k em hủy đơn luôn, không kiểm tra nữa đâu ạ. Nào, áo bò lót lông xanh xám 130 nha. Ok Thảo Kim nha. Set bò 150 chị Thùy Dương ơi. Set bò 150.000, 7 cân đến 24 cân nhá. Liêm Phú ơi lấy bò xám để lại địa chỉ số điện thoại nào. Bộ bò xám Gucci 150.000, 7 cân đến 24 cân nha. Gucci xám nha. Nguyễn Ruby để lại địa chỉ số điện thoại nào. Ok chị Nguyễn Thơm nhá. Áo bò lót lông xanh xám 130.000 chị ơi. Lấy thì để lại địa chỉ số điện thoại nha. Bò lót lông xanh xám 130.000, quần bò túi hộp 110 nha. Ok chị Lan Thị Thanh Thùy để lại địa chỉ nào. Quần bò túi hộp xanh xám 110, áo bò 130 nha. Áo bò lót lông 130.000 nào. Áo bò lót lông 130.000 chị để lại địa chỉ số điện thoại ạ. Vân Vân Võ để lại địa chỉ nha. Đồ bên nhà em dành cho cả bé trai và bé gái đều mặc được chị ơi. Ok Đỗ Dung để lại địa chỉ số điện thoại nào. Đỗ Dung để lại địa chỉ số điện thoại nha. Ok chị nào đặt hàng để lại địa chỉ số điện thoại nào. Ốc Mít chốt nha. Liêm Phú để lại địa chỉ nào. Chị Liêm Phú, chị Tú Quê Phạm để lại địa chỉ luôn nha. Trang Bé để lại địa chỉ số điện thoại nào. Trang Bé để lại địa chỉ số điện thoại nha. Áo bò lót lông xanh xám 130.000 các chị ơi. Áo bò lót lông xanh xám 130.000 nào. Quần 110.000, 28 cân vừa chị ơi. Quần 110.000, 28 cân vừa. Chốt Nguyễn Ruby nha. Đơn hàng trên 500.000 miễn ship nha. Không miễn ship đâu chị ơi. 110.000 một quần bò, áo bò 130 nha. Có size đầy đủ cho các bé từ 7 cân đến 24 cân. Chị nào lấy set lót lông là 240 nha. Set lót lông là 240. Loan Đoàn để lại địa chỉ nào. 20 cân vừa chị Thanh Thảo Vũ ơi. Gấm Nguyễn để lại địa chỉ luôn nha. Chị nào đặt hàng mẫu gì cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Áo bò lót lông xanh xám 130.000 chị ạ. 7 đến 28 cân. Ok chốt Liêm Phú nha. Quần bò 110.000, 7 cân đến 28 cân chị ơi. Quần bò túi hộp 110.000 nha. 7 đến 28 cân vừa ạ. Có hai màu luôn nhá. Áo bò 28 cân vừa chị ơi, bây giờ đang like không lấy được đâu ạ. Chị đặt để lại địa chỉ số điện thoại đây nha. Em ship đến không vừa em trả cho em đổi lại cho. Chị Nguyễn Diệu Hà để lại địa chỉ số điện thoại nào. Vũ Kim Xuyến chốt nha. Chốt Nhung Nguyễn nha. Vân Nguyễn Thị để lại địa chỉ chị ơi. Chị Trang Bé và chị Vân Nguyễn Thị để lại địa chỉ nào. 130.000 một áo chị ơi. Trần Thiệu Anh để lại địa chỉ nhá. Chị nào đặt hàng mẫu gì cho em xin địa chỉ số điện thoại luôn nào. Áo bò xanh xám 130 nha. Loan Nguyễn để lại địa chỉ chị ơi. Chị Loan Nguyễn để lại địa chỉ nào.
Ok chị Đỗ Dung nha. Các chị ơi, nghe em nói này, áo bò lót lông xanh xám 130.000 em có cho bé từ 7 cân đến 28 cân nha. Chốt gấm Nguyễn nha. 130.000 một áo bò lông rất là đẹp luôn ạ. Quần bò 110 nha. Set bò gu xì xám 7 cân đến 24 cân 150 nào. Set bò gu xì xám 7 đến 24 cân 150 bé bự ơi, để lại địa chỉ luôn nha. Hương Hồng Phạm để lại địa chỉ nào. Bò mềm chị ơi, bò mềm chuẩn đẹp nha. Co giãn nhẹ nhàng nha. Nào ok chị Nguyễn Diệu Hà chốt nào. Set bò gu xì xám này là từ 7 cân đến 24 cân 150 nha. Bò gu xì xám 7 đến 24 cân 150 là 30 cân không vừa đâu chị ạ. Chị Mai Thu Hương để lại địa chỉ luôn nha. Bò gu xì xám 7 đến 24 cân 150 là ok chốt chị Hà nhá. 5 tuổi bao nhiêu cân chị ơi? 7 đến 28 cân vừa nào. Ok Thảo Kim nha. Ship tỉnh 30 chị ơi. Ok chị Nguyễn Thảo để lại địa chỉ số điện thoại nào. Nguyễn Thảo để lại địa chỉ số điện thoại nha. 12 cân mặc vừa chị ơi, 12 cân mặc size 3 nha. Để lại địa chỉ số điện thoại nào. 10-12 cân mặc size 4 chị ơi. Áo bò lót lông xanh xám 130 nha. Trà My Lê để lại địa chỉ số điện thoại nào. Ok Nguyễn Diệu Hà nha. Vân Nguyễn Thị chốt này. Nguyễn Thảo ơi, lấy cho bé 12 cân để lại địa chỉ số điện thoại nào. Màu gì chị ơi? Áo bò xanh xám 130 nha. Ok Đỗ Dung thêm một chiếc nữa nha. Áo bò xanh xám 130.000 7 cân đến 28 cân ạ. Em chỉ chốt được cho chị nào để lại địa chỉ số điện thoại đầy đủ thôi nhá. Nguyễn Nam để lại địa chỉ nào. Bộ 150 chị ơi. Chị Gina để lại địa chỉ nào. Gina và Nguyễn An để lại địa chỉ nha. Set bò gu xì 7 đến 24 cân 150 nào, 9 cân vừa chị Văn Phạm ơi. Quần bò 110.000, quần túi hộp xanh xám 110 nha. Áo bò 130, quần bò 110 nào. Đặt hàng cho em xin địa chỉ số điện thoại ạ. Cả set là 240 nha. Cả set lót lông này là 240 nha. Chốt Triệu Thương nha. 25k đặt hàng để lại địa chỉ số điện thoại nào. 25 cân vừa chị ơi. Chị Nguyễn Thuần để lại địa chỉ nhá. 20 cân mặc size 6 chị ơi. 20 cân mặc size 7 nha. Ok chị bé Bi nha. Bé trai và bé gái đều mặc vừa ạ. 28 cân vừa chị Phương Thảo ơi, lấy thì để lại địa chỉ số điện thoại nào. Chốt Nguyễn Thảo nha. Ok chị nhớ mãi để lại địa chỉ số điện thoại nào. Chị lấy hai cái hai màu à chị ơi. Chị nhớ mãi để lại địa chỉ cho em luôn nha. Ok chị Liêm Phú thêm nha. Chị nhớ mãi cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Áo bò lót lông xanh xám 130.000 chị ơi, lót lông 100% rất là mềm nha. Đặt hàng cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Quần bò túi hộp 110 ok cho chị Mỹ Trang để lại địa chỉ chị ơi. Chị Mỹ Trang để lại địa chỉ nào. Cái set 240 này rất đẹp nha. Áo khoác nam 130.000 7 cân đến 28 cân nhá. Áo này là dành cho cả nam cả nữ mọi người ạ. Áo 130 quần 110 nha. Ok chị Nguyễn Thuần chốt nha. Áo bò lót lông xanh xám 130.000 nào. Liên Loan Đoàn để lại địa chỉ cho em chị ơi. Không chốt cho chị nào không để lại địa chỉ đâu nha. Áo bò xanh xám 130.000 chốt chị Triệu Thương từ nãy rồi chị ạ. Áo bò xanh xám 130.000 nha. Set bò caro 130 nào. Set bò caro 130.000 7 đến 28 cân nào. Ok chốt nha. 130.000 một set nào. Chị Thùy Linh Đỗ ơi, lấy mẫu gì để lại địa chỉ số điện thoại nha. Liên Đoàn để lại địa chỉ cho em chị ơi. Set bò caro xanh xám 7 cân đến 18 cân 130.000 một set bò caro nha. Chị nào lấy set này cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. 130.000 có size từ 7 cân đến 28 cân nhá. Áo cộng quần rất là đẹp luôn ạ. Đặt hàng mẫu gì để lại địa chỉ số điện thoại đầy đủ cho em luôn nha. Loan Đoàn để lại địa chỉ luận nào. Ok chị Võ Hồng Trâm để lại địa chỉ luôn nha. Áo jean mũ 130.000 chị ơi, hết rồi Minh Trần nhá. Võ Hồng Trâm để lại địa chỉ nào. 130.000 một áo nha. Chị nào mua cả set này là 240 nha. Set 240.000 bao gồm một áo bò lông cộng quần bò rất đẹp luôn ạ. Ok chị Ninh Nê Mai để lại địa chỉ nào. Ninh Nê Mê Mai nha. Chị Phượng Yến ơi, chị hỏi gì ạ? À? Áo xám ở trên đó, anh con canh mặc là 130 chị ơi. 130.000 một áo nha, quần 110 nha. Cả set là 240 nào. Áo da hết chị ơi, ok chị nhớ mãi nha. Một set này là 240.000, ok em cho chị Trần Thị Oanh nha. Ok chị là người, chị là người để lại địa chỉ số điện thoại nào. 130 một áo chị ơi, để lại địa chỉ số điện thoại cho em nha. Cả set này là áo và quần là 240.000 ạ. Chị Lan ơi để lại địa chỉ số điện thoại nào. 130.000 một áo chị ơi, 130.000 một áo nhá. Dành cho cả bé trai và bé gái. Ok em chốt chị Nguyễn An nha. Áo bò xanh bò xám 130.000 nào. Ok chị Nguyễn Nguyễn Thơm ơi 130.000 chị ơi. 130.000 nhá. Hủy đơn chị Nguyễn Thơm luôn bây giờ đấy ạ. Áo bò 130.000 nha. Chị Nguyễn Thị Như Tuyết để lại địa chỉ nào. Nguyễn Thị Như Tuyết để lại địa chỉ nha. Áo bò lông này dành cho cả bé trai và bé gái ạ. Ngoài ra em có loại mũ không mũ nha. Áo bò không mũ 130 nào, 15 đến 28 cân ạ. Áo bò không mũ 130.000, 15 đến 28 cân. Ok chốt chị Lan Mươi nha. Chị ơi chị để lại địa chỉ số điện thoại đây đi ạ. À. Xin số điện thoại em làm gì ạ? À? Nào, 7 cân đến 28 cân vừa chị ơi, quần 110 nhá chị nhá.
Quần 110.000 một quần đây ạ. Quần bò túi hộp là 110.000 nha, có size từ 7 đến 28 cân nha. Chị Võ Hồng Trâm chốt nha. Lấy mình nguyên bộ 26 cân. Ok chị Bích Phượng, này lại địa chỉ số điện thoại nào, lấy màu gì nhỉ? Ok chốt chị Băng Nguyễn nha. Chị Bích Phượng ơi, lấy màu gì để là địa chỉ số điện thoại nhá, lấy màu xanh hay là xám nhỉ? 240.000 một set nha. 240.000 một set, có màu xanh và màu xám nha. Chị lấy gì ạ? Áo là 130, quần là 110 nếu bán lẻ nhá. Áo là 130.000 nha. Đặt hàng để lại địa chỉ số điện thoại nào, hủy đơn Nguyễn Thông luôn nhá, không nói nhiều đâu chị ơi. Em đã bảo là em không bán khi mà em đã bán hàng rồi. Ok chị Dân Hoàng nha. Chị lấy bộ xám để lại địa chỉ số điện thoại nào. Chị Dân Hoàng lấy bộ xám bao nhiêu cân nào, để lại địa chỉ số điện thoại nào. 28 cân chị ơi, để lại địa chỉ số điện thoại nào. Đặng Lệ để lại địa chỉ số điện thoại nha. Thu Tiên Nguyễn và Đặng Lệ để lại địa chỉ số điện thoại nào. 8 cân mặc vừa đấy chị ơi, áo 130 nhá. Áo 130.000 nào. Chị Đan Nguyễn để lại địa chỉ số điện thoại nào. Ship toàn quốc là 30 chị ơi. Ok chị Bích Phương nha. Chị Bích Phương cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Áo bò lót lông xanh xám 130.000, quần bò là 110.000 ạ. Ok chị Trần Nguyệt chốt nha. Chị Loan Đoàn chốt nha. 110.000 một quần, áo là 130 chị ơi. Áo 130.000 nhá. Áo 130.000 nha. Ok chị Nguyễn Ly nha. Áo là dành cho cả bé trai và bé gái đều mặc vừa ạ. Chị nào lấy set là hai, chị nào lấy set 240 thì ghi rõ là set 240 nha, không là bị nhầm nha. Ok chị Trần Thị Doanh nhá. Không có đâu chị ơi. Ok chị Anh Thường Mô Tô lấy set 240 ạ. À? Chị Anh Thường Mô Tô lấy áo bò lông cộng quần bò để lại địa chỉ số điện thoại nào. Đan Hoàng để lại địa chỉ nha. Áo bò 130, quần bò 110 nào. Ngọc Kim Lai để lại địa chỉ số điện thoại nào. 12 cân vừa chị Phạm Huyền ơi. Chị Anh Thương Mô Tô ơi, màu xanh để lại địa chỉ số điện thoại nào. 240.000 một set nha. 25 cân vừa chị ơi, 25 cân vừa nhá. Set 240.000 là bao gồm một áo bò lông cộng quần bò nào. Nhiên Nguyễn để lại địa chỉ cho em luôn nha. Chị Mô Tô để lại địa chỉ số điện thoại nào. Áo 130, quần 110 các chị ơi, cả set là 240 nha. Cả set là 240 nào, không có quần lửng đâu chị ơi. Cả set là 240.000 nha. Bán lẻ là 130.000 một áo, quần là 110 nhá. Đặt hàng mẫu gì để lại địa chỉ số điện thoại nào. 30 cân không vừa đâu chị ơi, 30 cân không vừa đâu nha. Chị Nguyễn Ly đặt cái gì chốt cái đấy nhá. Nào quần 110.000 một quần, 7 đến 28 cân nào. Ok chị Ngọc Kim Lai nha. Ok chị Ngọc Kim Lai để lại địa chỉ nào. Chú Chi đã đơn hôm qua gửi rồi chị ạ. Set bò gu xì xám mỏng này là 150 nha. Set bò gu xì xám mỏng 150, 7 cân đến 24 cân nha. Chị Đặng Lệ ơi cho em xin địa chỉ luôn, em chốt nào. Ok nha. Đặng Lệ để lại địa chỉ chốt nha. Bò gu xì xám 7 cân đến 24 cân 150 ạ. Ok chốt đơn chị Bích Phương nhá. Váy jean đằng sau ạ. Váy jean là 100. Váy jean đằng sau làm gì có đâu. Váy jean 120 chị ơi. Chị Nguyên An lấy bộ bò xám 12 cân 240 hay là 150 chị ơi. Bộ này 150 nha. Chị Thu Tiên Nguyễn để lại địa chỉ nào. Nguyên An lấy cho bé 12 cân là loại gì nhỉ. Cô Ca Nguyễn để lại địa chỉ nha. Gu xì mỏng màu xanh chỉ còn từ đến 13 cân thôi chị ơi. Gu xì mỏng màu xanh chỉ còn đến 13 cân thôi nha. Xanh này là chỉ còn từ 7 đến 13 cân thôi. Ok chị Anh Thường Mô Tô nhá. 130.000 một áo. Chị Nguyễn Hiếu để lại địa chỉ nào. Chị Đặng Lệ chốt nha. Áo 130.000 các chị ơi, áo 130 nhá. Ok chị Diễm Thương để lại địa chỉ số điện thoại nào. Phạm Huyền để lại áo. Ok chốt Phạm Huyền nha. Diễm Thương để lại địa chỉ số điện thoại nào. Quần ống len không có đâu chị ơi. Áo 130.000 nha. Mua cả áo cả quần là 240 nha. Chị nào mua cả áo cả quần là 240.000 ạ. Ok chị Trần Thị Oanh nhá. Đặt hàng cái gì ạ? Ok nha. Để lại địa chỉ số điện thoại nào. Có 28 cân chị ơi, yên tâm nhá. Đặt hàng để lại địa chỉ số điện thoại luôn cho em đi nào. Ok chị Phạm Huyền nha. Cho em xin địa chỉ luôn. À cho luôn, cho luôn. Ok chị Phạm Huyền nha. 130.000 một áo này các chị ơi. Áo này là 130 nhá. Set bò gu xì màu xanh này chỉ còn từ 7 đến 13 cân thôi. Nếu mà lớn hơn 13 cân thì lấy màu xám nha. Chị Yến Thương ơi, váy jean đằng sau. Cái đấy không phải là váy đâu chị ơi, cái đấy hết hàng rồi nhá. Cái đấy nó là yếm nhưng mà hết rồi. Set bò màu xám này là từ 7 cân đến 24 cân 150 nha. Ok Thu Tiên Nguyễn nào. Diễm Thương ơi để lại địa chỉ nào. Chị Diễm Thương để lại địa chỉ luôn nha. Chị nào thích loại không mũ thì có thể mua áo này nha. Áo bò không mũ hình con chó này 15 đến 28 cân nha. Ok chị Anh Thường Mô Tô lấy cả quần là cả set 240 ạ. Chị Phạm Huyền để lại địa... ok chốt chị Phạm Huyền nha. Áo bò màu xanh 130.000 15 đến 28 cân ạ. Diễm Thương để lại địa chỉ nào. Ngọc Hiền để lại địa chỉ luôn nha. Áo bò xanh xám từ 15 đến 28 cân là 130 nhá. 130.000 một áo bò nha. Chị nào lấy áo này chị cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Bò xám ok nha. Chị Diễm Thương ơi để lại địa chỉ nào. Chị nào lấy cái này thì ghi rõ cho em là không mũ nha.
Em có loại áo không mũ và loại áo có mũ nhá. Ok chị My Trần là chốt luôn nha. Đặt hàng mẫu gì để lại địa chỉ số điện thoại nào? Bộ xám này là 150 chị ơi. Bộ cu xì xám 150.000 7-24 cân nha. Canh đang mặc rất đẹp nha. Ok chị Nguyễn An em chốt nha. Nào đặt hàng mẫu gì để lại địa chỉ số điện thoại nào? Chốt My Trần và chốt Nguyễn An nha. Các chị cho em xin địa chỉ số điện thoại đầy đủ đi ạ. Bộ bò cu xì xám 7-24 cân là 150 ạ. 150.000 nha. Quần bò kẻ sọc 110 các chị ơi, đặt thêm quần bò kẻ sọc nào. Chị nào có đơn rồi đặt thêm quần bò kẻ sọc 110 nha. Ok chị Nga Đỗ nha, 27 cân không vừa đâu chị ạ. Ok chốt chị Nguyễn Thị Như Tuyết nha. Áo bò mũ 15 cân, ok chị Liêm Phú nha. Chị Nga Đỗ ơi, 27 cân thì lấy cái set 240 nhá. 27 cân thì chỉ vừa set 240 thôi chị ạ. Đây, 27 cân lấy set 240 này nha. Áo cộng quần nha, áo bò và quần bò chị ạ là được set 27 cân rồi nhá. Còn cái set 150 kia hết hay size to rồi chị ạ. Màu xanh 16 cân không vừa đâu chị ơi, màu xanh lấy màu xám. À nhầm, 16 cân lấy màu xám nha. Áo bò 11 cân ok, chị Diệu Huyền để lại địa chỉ số điện thoại nào. Chị Diệu Huyền để lại địa chỉ số điện thoại nha. 16 cân thì mặc cu xì xám thôi chị ơi, 150 nhá, màu xanh hết size rồi. Áo không mũ ok nha. 38 cân không vừa đâu chị ơi, bộ bò caro là 130 chị ạ. Bộ bò caro xanh xám 130.000 nha. Quần bò lẻ ok, chị Teresa Nguyễn để là địa chỉ số điện thoại nào. Chị Phương Dung ơi, đơn hàng trên 500.000 miễn ship chị ạ. Đơn hàng nào trên 500 miễn ship nha. Không bớt được đâu chị ơi, ok chị Liêm Phú nhá. Đặt hàng để là địa chỉ số điện thoại nào, Teresa Nguyễn để là địa chỉ số điện thoại nha. Phương Phương lấy thì để lại địa chỉ số điện thoại cho em nha. Set bò set bò caro xanh xám 130.000 7-18 cân ạ. 130.000 một set nha, có size từ 7 đến 18 cân. Ok chị Nguyễn Ly lấy gu xì 8 cân để là địa chỉ số điện thoại nào. Chị Nguyễn Ngọc ơi, dành cho cả nam cả nữ chị ạ, yên tâm nhá. Cả nam cả nữ đều mặc đẹp. Chị Teresa Nguyễn để lại địa chỉ luôn nha. 8 cân mặc vừa set này chị ơi, mặc vừa cả hai màu nhá. Ok chị Mỹ Trang để lại địa chỉ số điện thoại nào. Chị Mỹ Trang cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Set bò này có 8 cân cả hai màu nha, gu xì nha. Chị nào lấy cho bé 8 cân nào nhờ để lại địa chỉ số điện thoại nào. Nguyễn Ngọc ơi, trai gái đều mặc được ạ. Chị Nguyễn Ly ơi, 8 cân mặc vừa cả hai màu nhá, chị lấy màu nào ạ? 150.000 một set nha. Chị Nguyễn An ơi ok nha. 150.000 một set bò màu xám này từ 7 cân đến 24 cân nhá, màu xanh từ 7 đến 15 cân, 13 cân. Chị Đặng Lê ok nha, để lại địa chỉ số điện thoại nào lấy màu xám nhá. Chị Đặng Lê để lại địa chỉ số điện thoại nào. Ok chị Thu Tiết ơi, không đúng hàng không lấy luôn. Chị Nguyễn Ly để lại địa chỉ luôn nha. Áo khoác chị ơi không bớt được đâu chị ạ, em bán rất là rẻ rồi nhá. Giá thường em bán là hơn 200.000 một chiếc, bây giờ em bán trên live thì em không để em đã giảm giá rồi nha. Em bán trên live cho các chị em đã giảm giá rồi ạ. Nếu mà chị mua 4 chiếc thì em sẽ miễn ship cho chị nha. Đơn hàng trên 500.000 miễn ship nha. Ok chị ơi không có 35 cân đâu. Ok Lê Nguyễn để lại địa chỉ nào. Lê Nguyễn để lại số điện thoại đúng cho em nha. Chị My Trần ơi, set gu xì chỉ có màu xanh là từ 7 đến 13 cân thôi nhá. Màu xanh gu xì 7 đến 13 cân nha. Ok chị Đặng Lệ để lại địa chỉ số điện thoại nào. Đặng Lệ để lại địa chỉ số điện thoại nha. Được chị Bích Phượng ơi, được nhá. Lấy quần bò sọc đỏ được nha. Quần bò 110.000, set này là 240.000, trai gái đều mặc đẹp nha. Chị Nguyễn Hà ơi, 11 cân là mặc vừa chị ạ. Cho em xin địa chỉ số điện thoại nào, 11 cân mặc size này nhá. Size tay hoặc là to hơn một chút nha. Phương Phương ok nha, để lại địa chỉ số điện thoại nào. Chị Phương Phương để lại địa chỉ số điện thoại nha. Chị Má Mi để lại địa chỉ số điện thoại nào. Chốt chị Teresa Nguyễn nha. Chị Lê Nguyên để lại địa chỉ này, chốt Nguyễn Ly nha. Chị Má Mì này, chị Liêm Phú này, chị Lê Nguyên này. Các chị ơi để lại địa chỉ cho em luôn nha. 130.000 một áo bò lông có màu xanh màu xám ạ. Áo bò lót lông xanh xám 130.000 nha. Quần bò 110.000, cả set là 240 nhá. Cả set áo và quần là 240, em ship tỉnh 30 chị ơi. Ok chị Lan Phạm nào. Lan Phạm ơi để lại địa chỉ số điện thoại cho em nha. Chị Lan Phạm để lại địa chỉ số điện thoại nào. Chị ơi quần 110, chị Nguyễn Hà ơi quần 110 nhá. Quần kẻ sọc 110, quần túi hộp 110 nha. Quần kẻ sọc đây ạ. Ok chị Lào Tuyến nha, 12 cân á, 12 cân lấy bộ bò đi chị ơi, xám ở gió không có đâu. Quần của set 250, chị Nguyễn Ngọc ơi, chị có thể lấy quần túi hộp hoặc là quần kẻ sạc đều được nhá. Có thể chọn một trong hai quần nha. Quần túi hộp và quần kẻ sạc nha. Có bán lẻ quần 110 ạ. Lẻ quần 110 nha, chị Nguyên Hà để lại địa chỉ nào. Quần bò 110, quần kẻ sạc 110, quần túi hộp 110 nha. Có thể chọn một trong hai quần này để mua cùng với cái set 240 nhá. Chị Má Mì ơi, cho em xin địa chỉ số điện thoại nào.
Ok chị Lan Phạm nha, ok đợi em chút nha. Quần bò 110 nhìn 7 cân đến 28 cân túi hộp này. Xanh, à quần bò kẻ sọc 110 nha. Chị Nguyên Hà ơi, để lại địa chỉ nào, chị Liên Phú ok nha. Chị Lò Tuyến hơn 12 cân, chị lấy bộ bò đi ạ. Ok chị Nguyên Hà để lại địa chỉ chỗ nào, chị ơi để lại địa chỉ nha. Sơ mi bò bán lẻ, chị ơi sơ mi bò bán lẻ 130 nhá. Áo bò sơ mi lót lông 130.000 nha. Áo bò không mũ cũng là 130 chị Trang ơi. 21 cân vừa chị Hương Võ ơi, để lại địa chỉ số điện thoại nào. 21 cân vừa nha. Áo bò không mũ này là 130.000, màu xanh màu xám ạ. Có từ 15 đến 28 cân thôi ạ. Chỉ còn từ 15 đến 28 cân thôi nha. Áo này đằng sau có hình con chó nha, rất là đẹp luôn ạ. 130 một áo ạ. Dành cho cả bé trai và bé gái nha. 21 cân vừa chị nào lấy thì lại địa chỉ số điện thoại nào. Áo khoác bò dành cho cả bé trai bé gái 130 chị Thanh Phạm ơi. Em có loại có mũ và loại không mũ nhá. Tất cả đều đồng giá 130 hết ạ. Áo bò có mũ 130, không mũ 130 nha. Đều là loại lót lông nha. Chị má mì ơi, để lại địa chỉ số điện thoại nào. Chị nào đặt hàng em nhắc là để lại địa chỉ số điện thoại, mọi người bổ sung luôn cho em nha. Chị Bích Phương ơi ok, 1m2 là mặc vừa chị ơi, dưới 1m3 mặc thoải mái nhá. Đồ bên nhà em dưới 1m3 là mặc thoải mái luôn ạ. Áo này là 130.000 nha. Màu xanh là từ 20 đến 28 cân. Ok chị Hương Võ ạ. Chị Hương Võ ơi, có địa chỉ số điện thoại chưa nhỉ? Chị Hương Võ có địa chỉ số điện thoại chưa, cho em xin thông tin luôn nha. 130.000 một áo này nào, đằng sau có hình rất là đẹp luôn ạ. Màu xanh có màu áo bò. Ok, chị ơi áo bò không mũ xanh không có 8 cân đâu. 8 cân thì lấy có mũ nha. Cái loại không mũ chỉ còn size to thôi. 18 cân mặc vừa chị Phạm Thị Hảo ơi, 18 cân mặc vừa nha, chị để lại địa chỉ số điện thoại nào. 18 cân là mặc vừa đẹp đấy ạ. Chị lấy thì để lại địa chỉ số điện thoại nha. Chị nào lấy mẫu nào thì ghi rõ không mũ và có mũ ra. Ai lấy không mũ thì người ta sẽ ghi là không mũ. Còn áo bò lông bình thường là có mũ hết. Ok chị Hương Võ nha. Chị Hương Võ để lại địa chỉ nào, em ở Hà Nội chị ơi. Chị Lâm Phú ơi cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Má mì để lại địa chỉ số điện thoại nha. Áo bò này là loại không mũ nha, chị nào lấy không mũ ghi rõ ra. Dành cho cả bé trai và bé gái này mặc vừa chị ơi. Áo bò không mũ màu xanh là từ 20 đến 28 cân nhá. Còn cái màu xám này là từ 15 đến 28 cân thôi. Đặt hàng để lại địa chỉ số điện thoại luôn cho em đi nào. Áo bò có mũ xanh xám 130.000 nha, 7 cân đến 28 cân nha. Chị Hương Võ ơi ok nhá, chị cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Hương Võ để lại địa chỉ số điện thoại. Ok chị Hàn Mi nha. Chị Hàn Mi ơi cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. 130 một áo chị ơi. Áo bò này cũng là loại lót lông nha. Mọi người yên tâm là mặc cực kỳ ấm luôn ạ. Chị Hàn Mi, chị Hương Võ để lại địa chỉ số điện thoại nha. Áo bò xám này là từ 15 đến 28 cân 130 nhá. 15 đến 28 cân nào. Đặt hàng cho em xin địa chỉ số điện thoại luôn để em chốt đơn luôn nào. Bò lông xanh xám 130.000 chị ơi. Áo bò lót lông xanh xám 130.000, 7 cân đến 28 cân là mặc đẹp nha. Để lại địa chỉ số điện thoại em chốt đơn luôn nha. Cho em xin địa chỉ số điện thoại luôn chị ơi. Set bò vu xì xám đây là 150 ạ. Set bò vu xì xám đây là từ 7 cân đến 24 cân là 150 nha. Màu xanh là từ 7 cân đến 15 cân nha, 13 cân nha. 150.000 một set ạ. Chị nào mà từ 7 cân đến 13 cân ấy, bé nào mà 7-13 cân là mặc vừa màu xanh nhá. Còn nếu không lớn hơn thì lấy sang màu xám cho em ạ. Màu xám vu xì còn rất nhiều nha, 7 cân đến 24 cân nha. Áo nỉ mũ không có chị ơi, ship Bắc Giang 30 chị Hậu nhá. Ship Bắc Giang 30 nha. Chị Hương Võ chị lấy cái gì màu xanh ấy nhỉ? Đây nha, áo này màu xanh, em có hai loại áo màu xanh này. Màu xanh không mũ chỉ còn từ 20 đến 28 cân thôi nha. Lớn nhỏ hơn thì lấy sang màu xám, màu xanh này nha. Màu xanh có mũ là từ 7 đến 28 cân là vừa luôn ạ. 130.000 một áo ạ, chị nào lấy thì lại địa chỉ số điện thoại nào. Áo bò lót lông xanh xám 130 nha. Chị Út Thương ơi ship Ninh Bình 30 nhá. Em Ninh Bình đây. Ok chị Lê Nguyên nha, ok chị Lê Nguyên nha. Ship Ninh Bình 30 chị ơi, quần bò 110 có hai loại. Ok chị Hàn Mi chốt nha. Chị Phương Nguyễn ơi cho em xin. Ok chị Phương, Phương Trang ơi áo bò lót lông xanh mũ á, 130.000 chị ơi, 130.000 một áo nha. 30 cân không vừa đâu chị ạ. Cái loại có mũ màu xanh này rất là đẹp luôn nha. Nó là lót lông 100%, kể cả tay áo cũng lót lông nhá. 130.000 rất rẻ luôn ạ. Em may là cực kỳ xinh rồi. Chị nào lấy thì là địa chỉ số điện thoại nào, chốt đơn chị Lê Nguyễn nha. Chị Phương Trang ơi 14 cân vừa,
Áo bò lông xanh này là 130.000 ạ. 7 cân đến 28 cân, chị để lại địa chỉ xuống thoại em chốt nha. 7 đến 28 cân là mặc vừa chị ơi, áo bò lông xanh xám nhá. Màu xanh này là 130.000, 7 đến 28 cân này. Còn cái loại xanh không mũ là từ 15, từ 20 đến 28 cân nha. Em cặp bộ có mũ với quần dọc xám ạ. Quần sọc xám với áo lốp rộng lông xám ạ. Mọi người có thể chọn quần nhá, quần 110 nha, quần sọc xám đây ạ. Quần sọc xám là 110 nha. Cả set là 240 nha. Đây chị ơi, nó đều đẹp chị ạ, nó là hàng bò nhá. Chị Phương Trang ơi, đơn hàng trên 500.000 em miễn ship nha. Yên tâm là giá em bán trên like là rất là rẻ rồi ạ. Bình thường là nếu mà các chị chủ động inbox cho shop để mua thì sẽ không có giá này đâu ạ. Chỉ có chị nào đặt trên like mới được mua áo giá là 130 thôi. Chị Nguyễn Thị Hậu ok nha. Chị út thương cái áo này dành cho cả trai và gái mà chị ơi, con gái mặc đẹp nhá. Mua hai áo chị ơi, chị cứ đặt đi, yên tâm là hàng đẹp chị ạ. Bộ bò ngắn tay không có đâu chị ơi. Chị Phương Trang ơi, lấy áo bò lông xanh để lại địa chỉ số điện thoại nào. Đây nhá, áo cộng quần đây nha, 240.000 một set nha. 240.000 một set nha, rất là đẹp luôn ạ. Bé trai bé gái đều mặc vừa nào. Chị Phạm Thị Hậu ok nha, để lại địa chỉ số điện thoại nào. Chị Hậu để lại địa chỉ số điện thoại nha, chị Trang để lại địa chỉ số điện thoại cho em nha. Cái loại này là loại quần kẻ sọc nhá, có loại quần quần túi hộp đây ạ. Chị nào không thích túi hộp thì có thể mua sang, à không thích kẻ sọc thì có thể mua sang túi hộp nha. 110.000 một quần nha. Ok chị nhá. Ok chị tên là Sang Nguyễn nha. Chị Đặng Lệ ok để lại địa chỉ số điện thoại nào. Chị Đặng Lệ để lại địa chỉ số điện thoại nào. Chị Nguyễn Ngọc ơi, màu không, hình như không trắng màu em. Chị Nguyễn Ngọc ơi là làm sao ạ? Không trắng màu là làm sao ạ? Chị Phương Trang, cái áo bỏ đấy hết rồi chị ạ. Chị có thể đặt cái này nhá, còn cái áo đấy phải 2 tuần nữa mới về nha. 2 tuần nữa mới có. Áo bò lông xanh xám 130.000 là 728 cân nha. Bé trai bé gái đều mặc vừa chị ơi, áo phát ra không có cho bé 32 cân đâu nhá. Ok nha, chị để lại địa chỉ xuống thoại em chốt luôn nào. Áo bò lót lông xanh xám 130.000 nha. Có thể mua cùng quần túi hộp ạ. Quần túi hộp 110.000 đặt nha, đặt luôn cho em đi nào. Quần túi hộp cái set này nó là 240.000 nhá. Set áo bò và quần là 240.000 nha. Cả trai cả gái đều mặc đẹp chị ơi, 32 cân thì bên nhà em không có rồi ạ. Ok nha, cho rồi thì em chốt nha, tại vì nhiều quá em không nhớ đấy chị ạ. Áo 130, quần 110, cả set là 240 nào. Chị nào lấy thì yên tâm, em sẽ có nhân viên để chốt luôn nha. À được chị ơi. Ok chị Võ Thanh Vân nhá. Ôi giời, mặc thế nào cũng được chị ạ, em bán lẻ mà. Chị cứ mua, nói chung là đây, như thế này cũng được. Đây nhá, không trùng màu áo màu quần được luôn. Nếu chung là mình muốn mặc như thế nào cũng được chị ạ. Em bán áo và quần riêng. Chị có nhu cầu mua áo màu gì, quần màu gì thì chỉ cần ghi rõ ra cho em thôi ạ. Chứ còn là đẹp hay không là do mắt của mình mà, nên là không quan trọng đâu chị ạ. Áo 130, quần 110 nha. Áo bò không mũ có, chị Mỹ Hiếu ơi, áo bò không mũ có lót lông nhá. Ok chị Phương Trang, em chốt luôn nha. Áo bò không mũ có lót lông ở phần thân chị ạ, phần tay thì không lót lông nhá. Áo bò không mũ phần tay không lót lông đâu, phần thân thì lót lông nha. Ok chị Liên Lê nha. Ok chị Phương Trang nhá. Chị Su Su Nguyễn ơi, em ship toàn quốc 30 ạ. Em ship có toàn quốc 30 nha. Chị Liên Lê ơi, inbox cho em nhá. Tại vì bên em nhận được hàng là gửi luôn chị ạ. Chứ không phải là 12 ngày rồi mà em không đổi với chị đâu. Chị nhắn tin cho em đi để em lên đơn mới em đổi với chị nhá. Em lúc nào cũng giải quyết luôn cho các chị mà. Nhưng mà nếu mà các chị gửi về cho em thì nó phải mất thời gian chị ạ. Chứ không phải là gửi một phát là được luôn đâu chị ơi. Áo bò này là 130.000 nha, màu xanh màu xám nha, có mũ ok nhá. Chị Bu Bu Nguyễn ơi, ship 30 chị ơi, cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Ship toàn quốc là 30 nha, áo bò 130.000 ạ. Ok, có mũ em biết rồi chị ơi. Quần bò này là 110. Quần bò túi hộp 110.000 nha. Đây này, mọi người có thể mua kết hợp set, nói chung là muốn lấy loại nào cũng được ạ. Áo và quần 110 hết nha. Áo 110, quần 130. Áo 130, quần 110 nha. Kaki chị ơi, kaki 120 nhá. Kaki xanh, kaki đỏ 120.000, 7 đến 15 cân nha.
kaki xanh, kaki đỏ 120.000 7 đến 15 cân ạ. Chị chốt cái mẫu này thì để lại địa chỉ xuống thoại cho em luôn nha. Ok nha. Ok chị Phương Phương, để lại địa chỉ xuống thoại nào. Áo bò dành cho cả trai cả gái chị ạ. À. Ok chị Phương Trang nhá. Chị Phương Phương để lại địa chỉ xuống thoại nha. Chị nào mà ở miền Nam nhá, không mặc được áo bò lông nhá. Ở ngoài Sài Gòn không mặc được áo bò lông thì mọi người có thể mặc áo này nhá. Áo kaki mỏng nha, áo khoác mỏng này mặc rất là đẹp luôn. 120.000 7 cân đến 16 cân nha. Đây là áo khoác loại mỏng ạ. Chị Phương Phương để lại địa chỉ xuống thoại em ship nào. Ok chị Nguyễn Ngọc Lan để lại địa chỉ nha. Chị Nguyễn Ngọc Lan để lại địa chỉ cho em luôn ạ. Nếu mà chị nào mà không thích cái loại trai gái đều mặc được hết chị ơi. Cái dáng kaki này là dáng mỏng nha. Chị nào mà thích cái loại mỏng ấy thì mọi người có thể khoác như thế này thôi nhá. Ở miền Nam là em thấy mặc cái này là được ấy ạ. Tại vì là ở miền Nam nó nóng nhá. Thì mình mua áo khoác như thế này vừa chống nắng cũng được. Chống nắng cũng được mà khoác lên lại đẹp nữa ạ. 120.000 một áo nha. Giá sale nha. Nguyễn Ngọc Lan để lại địa chỉ cho em đi chị ơi. Ok chị nhớ inbox em để em check nha. Ok chị Phương Phương cho em xin địa chỉ nào. Chị Phương Phương để lại địa chỉ nha. Ngọc Lan ơi hết rồi chị ạ. 30 cân với cả 30 cân thì em lại không có nhiều đâu. Vài hôm nữa chị có thể xem lại nhá. Để em xem có về không. Áo là 120.000 chị ơi. Áo kaki này loại mỏng nhá. 120. Cúc cúc là cúc bấm nha. Áo này là 120 chị Hoài Xoài ơi. Áo này là 120.000 nhá. Áo kaki xanh, kaki đỏ 120.000 nào. 7 đến 15 cân nha các chị, chốt luôn cho em để em chốt đơn cho ạ. 7 đến 15 cân nha. Kaki xanh đỏ 120 ạ. Cho chị xem cả bộ bò xám đi em. Chị ơi bộ bò xám áo lông với quần đi ạ. Đây nhá. Em có loại là 240 và loại 150 chị ạ. Chị Thạch Huyền ơi, bộ bò canh mặc là 240 nha. Đây này là bộ này này. Là áo bò 130 quần bò 110 nha. Áo 130 quần 110 là 240 cả set nha. Ok chị Ngọc Lan em chốt nha. Áo bò trai gái đều mặc được chị ạ. Áo bò đẹp chị ơi. Em bán thì tất nhiên là em phải bảo đẹp rồi. Nói chung là chị nhìn như thế nào chị nhận xét chứ làm sao mà chị hỏi em được. Nói em hàng bên nhà em cái gì cũng đẹp hết chị ạ. Mà đẹp thật chị ơi, chị cứ mua thử đi mặc là biết nhá. Nào, em có cái set này là set 150 nha. Set gu xì xám này là 150.000. Có từ 7 cân đến 24 cân gu xì xám nhá. Gu xì xám 150.000 nha. Đây là loại mỏng này. Còn loại dày hơn thì là 240 nhá. Các chị có thể tùy chọn luôn ạ. Loại dày là 240, còn loại mỏng là 150 nha. Chất thì nó sẽ khác nhau nhá. Bởi vì đắt hơn thì chắc chắn là phải dày dặn hơn rồi ạ. Có chị Viêm Nguyễn này được xem hàng chị ghi nhận nha. Khi mà em gửi hàng cho các chị mọi người xem luôn ở đấy luôn nhá. Khi mà anh ship còn ở đấy thì mọi người sẽ xem luôn. Không ưng thì có thể trả lại cho em nha. Chứ còn là nếu mà khi mà các chị mà đã nhận hàng về rồi mà đòi trả lại thì em sẽ không đồng ý đâu ạ. Quần màu đậm hơn áo phải không em? Đúng rồi chị ơi, nó không phải là một set chị ạ. Nó không phải là một set đâu, nó là cái kiểu nó là hai đồ lẻ xong là gộp lại thành một set thì mặc nó đẹp thôi. Chứ không phải là nó một set đâu nhá. Quần nó hơi đậm hơn một áo một chút chị ạ. Nhưng mà nếu mà chị muốn lấy một set thì lấy sang set 150 này này. Thì set này mỏng hơn. Nhưng mà nói chung là đậm hơn thì nó không ảnh hưởng gì đâu ạ. Toàn thể nó vẫn là màu xám chị ạ. Có màu xanh chị quên. Bộ bò kia là bộ bò nào? Bộ bò này á. Bộ bò mỏng này 150 có màu xám nhưng có màu xanh. Màu xanh chỉ từ 17 đến 13 cân thôi. Có màu xanh nhưng mà màu xanh còn size bé chị ạ. Em nhận được hàng rồi, đẹp lắm, xốp, ưng ý. Cảm ơn chị chân ngắn nhiều nha, lần sau ủng hộ em nha. Chị nào mà nhận hàng mà ưng thì lần sau nhớ tiếp tục ủng hộ giúp em ạ. Em sẽ có về thêm rất là nhiều hàng mới trong thời gian tới nha. Set bò Gucci xanh này là từ 7 đến 13 cân các chị ơi. Set bò mỏng này có từ 7 đến 13 cân, màu xanh thôi nhá. Màu xám là từ 7 đến 24 cân. Còn cái set bò... Còn cái set 240 này màu xanh cũng có nha. 130 chị ạ. Đây nhá. Không có 15 cân đâu chị ơi. 15 cân thì lấy sang bộ này này.
15 cân lấy sang bộ bò caro này này, 130 nha. Caro rẻ hơn nhá, caro 130 nhá. Chị Thu Phương ơi, nó là áo bò cho lót lông chị ạ. Áo khoác, nhưng mà chị hỏi áo khoác xanh nào? Xanh bò này á, xanh này là áo bò lót lông nha, chị Phương Phương chốt nha. Xanh bò hay là kaki chị ơi, kaki là kaki nhá, còn áo bò này là bò lót lông nha. Chị Quyên Nguyễn ơi, 15 cân mà thích màu xanh thì lấy sang bộ bò caro nhá, 130.000 ạ. Bộ này em đang sale khoảng 130.000 thôi, rất là đẹp nha. Bộ bò caro xanh xám 130.000, 7 cân đến 18 cân ạ. Chị hỏi cái gì nhỉ? Cái áo xanh này á. Xanh này à chị ơi? Kaki đúng rồi chị ạ, kaki. Cái này là kaki mỏng nhá. Kaki này là khoác bên ngoài rất đẹp luôn, 120 nhá. Chị Nhung Hali ơi, 10 cân mặc cái gì bên nhà em cũng đẹp chị ạ. Nói chung 10 cân thì nhà em có hết nha. Chị có thể lấy set 150 canh ra mặc đằng sau nhá. Ok chị Thu Phương nha, kaki xanh 120 chị ạ. Cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Hôm trước. Ơ chị Hoàng Thị Nga ơi, để lại số điện thoại cho em đi để em kiểm tra lại nhá. Chắc là bị sót đơn chị ạ. Chị Hoàng Thị Nga để lại địa chỉ số điện thoại em tìm lại đơn nha. Em sợ là hôm trước kiểu nhiều hôm có nhiều hôm mà shop em nó nhiều đơn quá em không kiểm soát được hết chị ạ. Chị Hoàng Thị Nga để lại số điện thoại với địa chỉ cho em nha. Ok chị Thu Phương để lại địa chỉ số điện thoại nào. Thu Phương để lại địa chỉ số điện thoại nha. Chị Liên Lê ơi, em có đổi chị ơi, nhưng mà chị khi mà chị đổi hàng chị nên nói chuyện rất là bình thường nhá, tại vì có rất là nhiều người nhắn tin đổi hàng, gọi điện đổi hàng yêu cầu bên nhà em đổi, nói chuyện rất là ấy, coi như là em không thể giải quyết được đâu. Nếu mà chị nhắn tin cho em thì em sẽ từ từ giải quyết được, còn nếu mà nói chuyện thì nên nói chuyện lịch sự nhá. Có nhiều người gọi điện đến nhưng mà shop em không ưng ý một tí nào, bởi vì thái độ của các chị rất là ấy luôn ấy ạ. Áo kaki 120.000 nha. Khi mà mọi người muốn đổi hàng hay là nhờ gì đấy mọi người đổi hàng thì mọi người nên nói chuyện lịch sự với khách nhá. À nhầm, nên nói chuyện lịch sự với bên em nha. Chứ còn là không phải là em không muốn đổi đâu chị ạ. Nếu mà chị không mặc vừa không ấy thì em có thể nhắn tin cho em lịch sự, em sẽ giải quyết tất cả luôn chị ạ. Chứ còn nếu mà nói này nói nọ thì tất nhiên là chẳng ai muốn xử lý cho chị đâu chị ơi. Ok nha chị ơi, để lại địa chỉ số điện thoại nào. Chị Thu Phương ơi, lấy áo kaki xanh để lại địa chỉ số điện thoại cho em luôn nha. Chị nào đặt hàng mẫu gì để lại địa chỉ số điện thoại nha. Còn tư vấn thì em tư vấn cho ai cũng nhiệt tình hết chị ạ. Ok chị Thu Phương nhá. Inbox rồi đúng không? Ok nhá, chị inbox rồi thì để em xử lý cho nhá. Tại vì chắc là bị sót đơn đấy chị ạ. Có hôm nhiều đơn quá em không xử lý hết ở đâu. Ok chị Quyên Nguyễn nha, để lại địa chỉ số điện thoại nào. Chị lấy màu gì nhở? Chị Quyên Nguyễn lấy màu gì để lại địa chỉ số điện thoại luôn cho em nha. Áo bò lót lông xanh xám 130.000 một áo nha. Em có đổi hàng chị inbox cho em lên đơn chị nhá. Nào, 130.000 một áo nha, lấy thì để lại địa chỉ số điện thoại luôn cho em đi ạ. Áo bò lót lông xanh xám nào. Đúng rồi, nhưng mà cái vấn đề là chị phải nói chuyện với em một cách rất bình thường chị ạ. Áo bò không có xanh hết. Áo bò không có xanh hết à? Ok. Cái áo xanh là áo da ạ. À, áo xanh nào? Chị ơi, áo xanh thì là áo kaki chị ơi, không phải là áo da nhá. Áo xanh là áo kaki nhá, không phải là áo da chị ạ. À vâng ạ, à, ok nhá. 12 cân ok nhá, chị còn muốn lấy rộng hơn không? Ok, chị Quyên Nguyễn để lại địa chỉ số điện thoại nào. Chị Quyên Nguyễn để lại địa chỉ số điện thoại nha. À, chị inbox cho em xử lý chị nhá. Bây giờ nói trên này em không phải xử lý chị được đâu ạ. À. Áo kaki 120.000 màu xanh nhá. Đặt hàng để lại địa chỉ số điện thoại luôn cho em đi nào. Kaki xanh 120 nhá. À ok nhá, inbox và em sẽ kiểm tra lại đơn của chị nhá. Vâng ạ. 130.000 một áo chị ơi, áo bò lông 130 đấy ạ. Ok cho chị Quyên Nguyễn nha, áo da với em giờ chỉ còn mỗi màu đỏ thôi. Áo da đỏ 7-11 cân nhá. Áo da đỏ này là từ 7 đến 11 cân màu đỏ nha. Chị ơi. SH ở đâu? À shop em á. Shop em ở Hà Nội chị ạ. Quần bò 110 chị ạ.
Quần bò này là 110 nha, quần túi hộp nha. Quần túi hộp và quần kẻ sọc là đồng giá là 110 hết ạ. Khoác jean 130, chị Lệ Mai ơi lấy khoác jean để là địa chỉ xuống thoại cho em luôn nhá. Khoác jean xanh xám 130.000, 7 đến 28 cân nào. Chị Đạt thì cho em xin địa chỉ xuống thoại luôn nha. Ờ, 130.000 một áo chị ơi. Chị Huỳnh Khánh Đăng để lại địa chỉ xuống thoại nào. Em ở Hà Nội các chị nhá. Em ở Hà Nội nhá. Chị Nguyễn Thị Kim Tuyền này, chị Huỳnh Khánh Đăng này, chị Lệ Mai ơi, áo bên nhà em bán là 130.000 một áo nha. Áo bò lông 130.000, có size từ 7 cân đến 28 cân nha. Em ở Hà Nội chị ạ, nhưng mà em bán on nhá. Áo 130 chị ơi, để lại địa chỉ số thoại em ship cho nào. Chị Huỳnh Khánh Đăng ơi, để lại địa chỉ số thoại cho em luôn nha. Nào chị nào lấy mẫu gì để lại địa chỉ số thoại luôn cho em đi nào. Màu xanh 13 cân ok, Lệ Mai để lại địa chỉ số thoại nha. Lệ Mai để lại địa chỉ số thoại nào. Áo 130 chị ơi, đang sale rẻ đấy ạ. Giá thường là 200 nhá. Giá thường là phải hơn 200 rồi. Áo 130 nha. Cái đấy váy chị ơi, cái đấy không phải là áo đâu, cái đấy là váy. Chị ơi, ship Đắk Lắk 30 nhá, ship toàn quốc 30 chị ạ. Ở Đắk Lắk là 30. Áo 130.000 đây chị ơi. Chị nào đặt thì để lại địa chỉ xuống thoại đây, cộng cân nặng nha. Có chị ơi, mua một cái có ship chị ạ. Mua bao nhiêu cũng ship nha. Chị ơi, không xem xa được bởi vì bây giờ em không ở cửa hàng nhá, cửa hàng em ở chỗ khác. Đây là em đang ở nhà của em. Em bán cái này là chỉ có mỗi một mình cái mẫu này ở trên tay thôi. Bây giờ chị nào đặt cũng vậy thôi ạ. À. Mọi người để lại địa chỉ xuống thoại em ship cho. Chứ còn là em không lấy được đâu ạ. À. 130.000 một áo nha. Áo bò lót lông xanh xám 130 nha. Chị nào lấy mẫu gì comment luôn địa chỉ và xuống thoại đây luôn cho em đi ạ. À. Chị Kim Tuyền ơi, để lại địa chỉ số điện thoại nào. Kim Tuyền nha, để lại địa chỉ số điện thoại nha. Tám cân vừa chị ơi, 130 một áo chị ạ. 130 một áo 8 cân vừa nha, cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Áo bò lông 130 nha. 130.000 mặc 8 cân là mặc size này luôn, rất đẹp chị ạ. 8 cân mặc size này nhá. Áo khoác thì mình nên mặc rộng một chút bởi vì là mình phải mặc rất là nhiều áo bên trong nữa ạ. Nên là em sẽ lấy rộng ra một chút cho các chị nhá. Ok chị Lê Mai nha. 28 cân và 20 cân đều có luôn chị ơi. Chị Trịnh Liên để lại địa chỉ số điện thoại nào. 28 cân và 20 cân đều vừa luôn đấy chị ạ. Chị lấy màu gì để lại địa chỉ số điện thoại luôn cho em để em chốt nha. Quần bò viền 110 chị Phương Phương nhá. Chị Dũng Việt Hải ơi, áo 130 nha. Quần bò viền 2 màu 110.000 đấy ạ. Quần bò viền 2 màu 110.000 nào. Áo 130 nha. Trai gái đều mặc được ạ, à. Em có đủ luôn từ 7 đến 28 cân, mọi người yên tâm nhá. Có đủ luôn đấy ạ. Chị nào lấy cái mẫu này cho em xin địa chỉ xuống thoại em chốt nha. Ờ, chị Trinh Liên ơi, coi cái gì ạ? À? 28 cân. Có chị ơi, em đã bảo là có mà. Nhưng mà hiện giờ thì hàng không có đây chị ạ. Em đang ngồi live như thế này thì em không đi lấy sai cho các chị nữa đâu. Hàng của nhà em để ở dưới kho rồi. Nếu mà chị nào đặt hàng thì em sẽ đóng hàng cho các chị. Xong là không vừa thì có trả lại cho em luôn nhá. Có size 28 cân chị Việt Hải ơi, áo bò có mà. Có từ 7 đến 28 cân nha. Mọi người lưu ý là khi mà em ship đến thì các chị có thể xem hàng lúc đấy nhá. Còn bây giờ thì không lấy được đâu ạ. Mọi người cứ để lại địa chỉ số điện thoại đi ạ. Xem hàng lúc đấy rồi nhận cũng không sao đâu ạ. 130.000 một áo nha. Có size từ 7 cân đến 28 cân nha. Bò lông xanh xám 130. Chị Việt Hải ơi, để lại địa chỉ số điện thoại nào. Áo khoác đây chị ơi. Áo khoác này có 20 cân và 28 cân mà chị.
Áo này em có 28 cân và 20 cân nhá. 4 tuổi 28 cân vừa chị ơi, 4 tuổi mà 28 cân là chị ơi vừa hết nha. Đây còn cái loại này này. À cái loại sơ mi không mũ này là 15 đến 28 cân nha. Loại sơ mi không mũ này là 15 đến 28 cân, cũng là lót lông nha. Cũng là lót lông ạ, à, nhưng mà cái này nó khác là cái là nó không có mũ nhá. Đây là loại áo bò sơ mi không mũ nha, cũng lót lông ở người nhưng mà không có mũ. Còn từ 15 đến 28 cân 130 nha. Ship Bình Thuận 30 chị Vân ơi. Chị đặt hàng cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Ok chị Phương Phương nhá, ok nha. Em sẽ lấy chuẩn nha. 130.000 một áo chị Nhi Linh ơi, áo 130 nhá. Áo 130.000 nha. Ok chị Nguyễn Ngọc nha. Chị Nguyễn Ngọc ơi để lại địa chỉ nào. Chị Trinh Liên ơi, đơn hàng nào cũng là 500, à nhầm, đơn hàng nào cũng là ship 30 nha. Chị nào là mua đơn hàng trên 500.000 thì sẽ được miễn ship ạ. Ví dụ như là chị Phương Phương ở bên trên thì chị mua trên 500.000 được miễn ship. Ai mua trên 500.000 là được, đều được miễn ship chị ạ. Còn là dưới giá, dưới 500.000 thì đơn hàng vẫn ship bình thường là 30 nhá. Em không thể miễn ship được bởi vì khi mà em bán trên live là đã rất là rẻ rồi ạ. Áo cho bé 10 cân vừa đấy chị ơi, áo này bé 10 cân vừa đấy chị ạ. Áo bò lông này mặc rất là ấm này, 10 cân vừa nha, 130 nha. Hoặc là áo kaki nhá, kaki 120 nhá. Bồn nỉ không có chị ạ, bồn nỉ thì chưa có đâu. Để vào hôm nữa em tìm hiểu xem nếu có thì em nhập về nhá. Áo bò 130.000 chị ơi, 7 đến 28 cân nào. Em ở Hà Nội chị ạ. Chị nào lấy comment luôn vào đây nha. Chị nào lấy mẫu gì để lại địa chỉ số điện thoại ở đây luôn nha, em chuẩn bị tắt like đây ạ. Áo bò 130 nha. Chị nào có nhu cầu đặt mẫu gì thì comment luôn địa chỉ và số điện thoại ở đây luôn cho em nhá. Hôm nay không có chị nào lấy thêm mẫu gì nữa thì bây giờ em sẽ tắt like ở đây nha. Chị nào có nhu cầu xem thêm thì có thể inbox cho em hoặc là theo dõi những live tiếp theo nhá. Tạm biệt mọi người ạ.